Xin chào quý vị và các bạn và anh em. Hôm nay mình lại lên clip nói về dịch vụ của shop hai bánh. Sẵn ở đây, ở đây có một con Ninja 400 đang thay nhớt 300V, thay lọc nhớt KM. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích chính của cái clip này, mà mục đích chính của clip mình hôm nay sẽ là cái này. Đây thì là vật chính của mình. Anh em xem thử, mình quay cận cảnh. Thì nói chung là anh khách ảnh bận nhiều việc quá, ảnh đi rất là nhiều, đi tour đi phượt mùa này mà không có thời gian ha, thì hôm nay ảnh đến cái shop hai bánh mình để mà làm cái dịch vụ bảo dưỡng nhông sơn dĩa nha, anh em. Chứ mà xe này thì bên mình không có dịch vụ bảo dưỡng giống như những Accenter, Gunter, Halawiner rồi. Ở đây thì những cái sơn nó đã bắt đầu chuyển qua màu rỉ sét đây. Có nghĩa là cái tay mình đụng vô nó chỉ là dơ vô sét thôi, chứ không có dơ vô nhớt nữa nha. Đó, khi mà quay bánh á, thì cái bánh này nó sẽ nặng, cho nên nhiều khi anh em không có nghe được cái tiếng âm thanh của nhông dĩa. Bây giờ mình thử nha. Đó, nó rất là sốt soát. Chưa, có nghĩa là cái sơn nó không có đều nữa. Cái này là anh thợ anh đã bắt đầu hồi nãy anh đã tăng lại cái sơn cho nó chuẩn rồi đó, chứ mà chưa tăng là nó còn dữ nữa. Rồi thì mình sẽ theo chân cái anh thợ đó xem thử cái công đoạn mà vệ sinh cái bộ nhông sơn dĩa này, bảo dưỡng lại cái bộ nhông sơn dĩa này như thế nào. Dạ thì nếu một con xe mà mình đi xe côn xe số thì dĩ nhiên mình biết được cái cơ cấu hoạt động của nó, truyền tải bằng bộ nhông sơn dĩa. Nhưng mà nếu nhông sơn dĩa mà nó dơ quá, có nghĩa là anh em đã lỡ đi bận việc hay đi tour đi phượt quá nhiều mà không có thời gian dưỡng sơn, rửa sơn, thì nó sẽ ảnh hưởng điều gì? Thứ nhất là âm thanh ha. Âm thanh nó rất là phê ha, rất là sống động. Thứ hai là cái tốc độ chạy của anh em thả trớn hay lên số. Ví dụ mình nói cơ bản, ví dụ như là cái xe mình chạy cứng ga cứng số tầm ở mức ga ở tua máy số đó thì nó tầm khoảng 90 km/h. Nhưng mà nếu để bộ nhông sơn dĩa nó quá thì khi đó ở cùng một cái mức ga mức tua máy đó thì có thể nó sẽ bị ảnh hưởng, giảm chỉ còn khoảng 80 đến 85 km/h thôi. Và như vậy thì nó làm cho mình cái máy mình chạy ở máy lớn nhưng mà lại rất là hao xăng. Cái vấn đề xăng thì quá nhức nhối rồi anh em, mình nói tới là mình muốn nổi da gà luôn ha. Rồi thì đây là một cái combo Go Racing để chuẩn bị cái bước mà thực hiện vệ sinh cái bộ nhông sơn dĩa và bôi trơn lại. Đây là dòng rửa sơn Go Racing, sử dụng được cho sơn Ford và sơn thường luôn. Đặc điểm của nó là tẩy rửa sạch, sơn sáng bóng, chống rỉ sét. Và thêm một cái nữa là nó bảo vệ cái màu sơn chúng ta, ví dụ như chúng ta đi sơn vàng ha. Còn đây là dòng dưỡng sơn Go Racing ha. Đó, thì combo này có bán tại shop hai bánh. Đây cây cọ luôn. Ví dụ như anh em mua chai dưỡng, sơn Go Racing, mình sẽ tặng cho anh em cây cọ 3D vậy. Chà trong chà ngoài, chà trong hốc ha. Đó, thì cái combo này là có giá 234.000 thôi. Anh em là đi xe số, xe con nên sử dụng những combo này để mang đến sợi sơn của mình nó có những cái độ bền và chúng ta di chuyển nó mượt mà hơn. Đây thì sẽ cân cảnh lại ánh sáng đầy đủ, âm thanh các kiểu hi-fi đồ cho anh em xem ngoài sáng. Nó âu chu tròn ha. Một chút xíu nữa mình xem thử có sự thay đổi không. Thì mình nghĩ cái bộ sơn này bây giờ cho dù cố gắng thế nào thì mình làm rửa lại phục hồi cho nó được tầm khoảng chừng 6-70% cái màu sắc của sơn đây anh em ha. Rồi thì đầu tiên là tiền đâu, ảnh đã tốn 60.000 cho dịch vụ vệ sinh nhông sơn dĩa này. Mình sẽ dùng cái chai rửa sơn Go Racing xịt đều lên hết các mắt sơn, hốc, nhông ha, cho nó thấm đều trước cái đã. Như vậy á, một chút xíu nữa mình vệ sinh lại nó sẽ rất nhẹ nhàng. Ở đây thì thứ nhất là giá thành thì mình cũng nói tới đi, mình đã báo giá là 60.000 rồi. Nhưng mà nếu anh em ở nhà làm thì thứ nhất mình không có được những cái sàn nước, không có những cái máy rửa sơn chuyên dụng, nó
thì mình làm ở nhà thì nó cũng một phần là thôi, không có đã như là bên hai bánh mình làm cho anh em thôi nha. Cái chai rửa sên Gorison này mình sử dụng được cho sên Ford luôn. Sên Ford là gì? Sên Ford là sợi sên nó có cái Ford. Ghê không? Ở đây nó sẽ có cái Ford đây, trong giữa hai cái mắt sên này thì có cái Ford cao su. Nếu anh em rửa không đúng cách nó sẽ nở Ford ra và sợi sên mình như thế nào? Đem dục. Tiếp đến là mình sẽ dùng cọ 3D chà mặt ngoài, mặt trong, giữa các mắt sên cho nó sạch sẽ hết. Vừa rồi là cái công dụng của cái bàn chải 3D, còn cái này là công dụng của cái đầu bàn chải, thấy giống bàn chải đánh răng thôi anh em. Thấy vậy chứ đem về đánh răng là xong cái răng luôn á. Cái cạnh dài đó mình để dành rửa những cái ngóc ngách ha. Bỏ rồi thì nói thật sự là mình sẽ làm cố gắng sợi sên này tuyệt vời nhất có thể. Mình sẽ xịt lên rồi mình chà tiếp nữa để xem thử cái sợi sên này sau khi làm xong nó đây. Ngưng lại khoảng chừng 2 giây. Anh em thấy nước, cái nước nó chảy đó không? Đó, nó bắt đầu chảy nước rồi đó. Anh này anh cọ quá bắt đầu chảy nước rồi đó. Đen thui. Rồi, dẹp hai anh chàng đẹp trai qua bên. Bây giờ mình thử xem với cái sức mạnh của cái máy rửa xe, xem thử xem nó có cái gì hay hay. À, đó thấy chưa? Cái máy rất là mạnh nha anh em. Mình không kịp quay được cái gì rớt xuống luôn. Nhưng mà mình thấy được sợi sên nó bắt đầu đổi màu rồi. Từng cái mắt sên mình sẽ xịt kỹ luôn. Có vẻ là đã có tác dụng rồi anh em. Mình bắt đầu cận cảnh lại sau khi xịt bằng nước nha. Hồi nãy cận cảnh như thế nào thì anh em coi đầu clip tới bây giờ theo dõi mình cái clip này. Trời ơi, thấy được cái chữ rồi anh em. Thấy được cái chữ rồi. Đó. Chỉ như vậy thôi thì cái tay mình không còn dính nữa ha. Không còn dính nữa nha anh em. Đó. Thì mình đã phục hồi nhân phẩm cho cái con sên. Ủa, sên này sên Ford. À đây, sên Ford đây. Để cận cảnh vô xíu cái sên Ford. En. Khó quá ta. Nào, giờ về đi. Anh em thấy được cái sợi cao su màu đen này không? Nếu như mà ở nhà lỡ mà một anh nào đó không biết quất cái dầu DO vô là coi như là toan nha. Toan luôn sợi sên này. Đâu, để mình quay thử là chưa dưỡng sên nha anh em, chưa dưỡng sên vô nha. Nhẹ rồi, sạch rồi. Bây giờ mình chỉ có làm khô và mình dưỡng sên lại là ngon lành cành đào liền. Thì bây giờ anh thợ anh bắt đầu anh rửa qua cái mang cá ha. Bắt đầu anh rửa qua mang cá. Rồi trong khi rửa mang cá thì cái sên này nó bắt đầu nó nhiễu nước hết. Nhưng mà không có xịt được nha. Mình phải xử lý một bước nữa, đó là xịt khô. Xịt khô để làm gì? Ở trong này rất là nhiều mắt, nhiều cạnh, nhiều góc ha. Buộc phải xịt bằng cái dòi hơi cho nó mạnh lên, nó bay hết nước trong đó ra. Khi đó mình xịt dưỡng sên lên á thì cái dưỡng sên nó sẽ thấm đều vô trong này, chứ không phải mà dưỡng sên dưới nước ha. 50-50 là coi như là xong luôn. Lúc đó chỉ 100% là dưỡng sên trong những cái mắt sên này, cái sên mình nó sẽ đạt chuẩn để mà êm ái, để mà hạn chế dăng gần như tuyệt đối ha. Đó, một chút xíu nữa mình sẽ quay cái khúc đó cho anh em xem. Xịt lên đây nè, rồi xịt lên sên. Rồi được rồi. Khô gan, có nghĩa là đã hết nước trong sên rồi. Ok, thì cuối cùng là mình dưỡng sên thôi. Dưỡng sên bằng chai Gorison. Lắc đều trước khi sử dụng. Khu chai mới luôn nha anh em. Lắc đều trước khi sử dụng để mà xịt lên dưỡng sên lên cái sên cho ảnh. Rồi, ngon lành cành đào.
cái bước dưỡng sên á là khi mình đã làm sạch như vậy, mình chỉ dưỡng tầm khoảng 2-3 dòng để kiếm một cái điểm cố định, kiếm một điểm cố định để mình đo cái dòng của nó. Không biết sên này có điểm cố định không hay là mình chỉ ốm chừng thôi. Đó, thì ở đây sẽ sạch lên những giữa những cái mắt sên ở bóp dừa thôi, bóp cái này dừa thôi ha, bóp cái này dừa thôi, bóp mạnh quá là nó văng cờ lơ hộp dừa luôn. Tại trong đó cái bình dưỡng sên lúc nào nó cũng có một cái áp suất. Để qua góc này quay thử coi nó có thấy được cái chất dưỡng sên nó thấm vô sên chưa. À mình đã thấy có rồi. Mình đã thấy có rồi, ngừng lại chút xíu giùm anh thử coi. Có rồi nha anh em, có rồi. Ok, có rồi. Đó, sạch thêm khoảng chừng vòng hay vòng nữa là xong lụm. Chà, nhẹ dữ ha. Hay quá ha. Biểu diễn dữ bồ. Thêm vòng nữa đi em, thêm vòng mắt trong nữa là đẹp rồi. Ừ, vòng nữa đi. Tại sơn rửa, nói chung là tại tùy theo sơn rửa nữa. Rửa sạch quá với lại mình phải phục hồi cái con sơn này, buộc phải sạch nhiều xíu. Ok, cái mắt phía trong sạch chưa? Rồi ha. Đâu, bây giờ mình thử gỡ mic ra nha. Gỡ mic ra rồi mình quay thử anh em nghe thử cái âm thanh của nó còn phải giống hồi nãy không? Quay lại các em. Đó. Thật sự là hiếp vô và dù ha, vô và dù. Ok, đẹp rồi đó. Bây giờ mình vô cái măng cá. Mình vô cái măng cá xong rồi mình trả cho anh khách, ảnh đang gấp. Nếu như mà đúng ra thì anh khách phải ngồi làm thêm điếu thuốc, uống thêm ly nước. Nhân viên mình rót nước, nó làm thêm trận game liên quân nữa thì cái dưỡng sên này nó mới khô nha. Đúng cách sử dụng thì phải chờ thêm khoảng 15 phút nữa. Cái dưỡng sên nó mới bám vô những cái mắt sên. Như vậy á, mình đi, mình chạy về, nó sẽ không có bị văng ra. Còn như vậy thì chắc sẽ văng một xíu nào đó khi anh về tới nhà, thì một xíu nữa mình sẽ nói với anh trước. Ráp vô thôi. Đây. Trời ơi, sạch dữ. Sạch ở trong những cái mắt này mới ngon nha. Sạch những trong mắt này mới ngon nha anh em. Chứ không phải là sạch ở ngoài này nha anh em. Đừng có lấy chai sạch ra ngoài mà sạch vô đây nha. Quan trọng là ở trong này nè. Ở trong những cái mắt này nè. Đó, những trong mắt này nè. Rồi thì công đoạn bảo dưỡng bộ nhân sinh dĩa nói chung thời gian cũng nhanh, tầm khoảng 15-20 phút nha. Nhưng mà mình cố tình làm lại một chậm lại khoảng chừng 2 giây để anh em xem thử được những cái bước làm nó tỉ mỉ hơn. Bây giờ thì cái xe này, cái bộ sơn nó được phục hồi để êm ái lại rồi. Mình dắt vô mình kiểm tra lại cái nữa là giao xe cho khách thôi. Rồi mình lại quay lại cái mặt mình lại xuất hiện. Thì vừa rồi cái clip mình làm về cái bộ nhân sinh dĩa, bảo dưỡng nhân sinh dĩa tại shop hai bánh 309 Vườn Lài, với công dịch vụ là 60.000, sử dụng dưỡng sên và rửa sên Goresin có bán tại tất cả chi nhánh shop hai bánh. Thì ngoài ra sản phẩm đó về sên thì mình còn vỏ nhớt đồ chơi chính hãng, tất cả luôn luôn để chờ để phục vụ anh em. Ngoài ra nữa thì nghĩa qua chút xíu, tại 309 Vườn Lài mình có luôn một cái dịch vụ bữa trước mình lên clip là xe cũ ha. Mình sẽ làm một số clip về những con xe nào đó. Anh em có thể nghía trên website xe cũ hay bánh.vn để mình tìm con xe ưng ý và comment xuống dưới nói Nhật ơi quay giùm mình con xe đó. Rồi mình sẽ làm chi tiết về những ngóc ngách, những cái chi tiết nào mà mình cần thiết phải coi ở một con xe cũ. Đó, như vậy là hết mình, hết lòng luôn ha. Nói nhiều quá thì nó còn một xíu nữa thêm về cái kệ đồ xe bị ốp 70%. Cái link sale 70% mình sẽ để trên bài này luôn để anh em xem và biết đến những sản phẩm nào đang sale. Rồi thì đến đây cái clip mình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau, cố gắng phục vụ anh em hơn ha. Bye bye. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.